Kính chào quý vị, chúng tôi hiện có mặt bên trong nhà thờ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington thuộc thành phố Arlington, tiểu bang Virginia. Thưa quý vị, để chứng tỏ lòng thương mến và nuối tiếc linh mục Pharaoh Hoàng Văn Thiên đã từ trần vào ngày thứ Sáu, 17 tháng 10 vừa qua, cộng đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn và Liên hữu các cựu chiến sĩ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và các hội đoàn cao niên người Việt vùng Washington DC và Maryland đã đến viếng thăm linh cữu của ông vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày thứ Tư 22 tháng 10 2014. Và sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận lại được. Xin mời quý vị xem qua. Rất vui mừng và chào đón quý vị đến để viếng linh cữu của cha cố Pharaoh Hoàng Văn Thiên. Linh mục Pharaoh Hoàng Văn Thiên sinh tại Hải Dương, Việt Nam, 49 năm khấn dòng và 42 năm linh mục. Hôm nay, chúng tôi, cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia, Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, Hội người Việt cao niên Hoa Thịnh Đốn, Hội người Việt cao niên Việt Mỹ Maryland, xin được đến đây ngỏ lời phân ưu cùng tang quyến và giáo xứ, kính viếng linh cữu và kính cẩn nghiêng mình chào tiễn biệt cha cố Pharaoh Hoàng Văn Thiên lần cuối. Những lời chia buồn của các đại diện cộng đồng đã được gửi đến thân nhân của ông. Ngày hôm nay đến đây đến thăm và tiễn chào cha Pharaoh Hoàng Văn Thiên. Trước khi tôi là linh mục, tôi là người Việt Nam. Linh mục Hoàng Văn Thiên không nói trong đó, nhưng ngài đã sống trong tình hình đó. Chúng tôi đến đây cái điều thứ nhất là để chia buồn cùng tang quyến, cùng nhà thờ, và chúng tôi cũng cùng để cảm ơn linh mục trước đây đã từng là cha tuyên úy của thủy quân lục chiến thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong bao năm chiến tranh mà chúng ta đã trải qua 4 thập niên trước đây. Thì chính vì vậy mà hôm nay cái ngày tới đây nó rất là cảm động, xúc động, và ngoài cái sự kính mến của chúng tôi đối với cha, chúng tôi còn nghĩ tới tình chiến hữu mà cha đã phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên thay mặt cho Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, chúng tôi thành thật chia buồn cùng nhà thờ, các thánh tử đạo Việt Nam và tang gia. Chúng con xin cảm tạ cha đã tận tâm và giúp đỡ về tất cả mọi phương diện để mà cho chúng con được đi những cuộc biểu tình và những cuộc liên quan tới về tự do và công bình cho tất cả mọi người Việt Nam của chúng con. Cảm ơn chị. Buổi viếng thăm của đại diện các cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận kết thúc vào lúc 12 giờ 30 chiều cùng ngày. Những cái ngày bắt đầu cha bước về đây đó là cha luôn luôn cổ động cho mọi người thương yêu nhau và nhất là hiệp nhất. Và một điều mà không thể quên được đó là cha luôn nhấn mạnh mình là người Công giáo nhưng mà là người Việt Nam. Một người Công giáo phải biết yêu nước. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, xin cảm ơn. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần phóng sự của chúng tôi. Lâm Kim Thu, tường trình từ Arlington, Virginia.